Vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa qua khiến không ít người cảm thấy lo lắng khi thuê nhà trọ trong những ngõ ngách nhỏ. Dạo quanh một vòng đường phố ở Hà Nội, không khó để tìm thấy những con ngõ sâu ngoắt ngoéo, chật hẹp. Nhiều ngõ hẹp tới mức xe máy đi vào, tới lúc ra phải đi giật lùi. Thậm chí có nơi hai người đi bộ tránh nhau cũng phải lách. Mặc dù nói ngõ nhỏ phố nhỏ là nét đặc trưng của phố phường thủ đô, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sống ở những khu vực như thế này. Bởi nó tiềm ẩn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt khi có hỏa hoạn. Những ngõ ngách nhỏ hẹp sâu hun hút là một trở ngại lớn cho công tác chữa cháy. Ngoài việc xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, việc kéo đường ống dẫn nước từ ngoài vào cũng không dễ dàng nếu ngõ ngách quá sâu. Mình là Trọng Chiến, hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường đại học lao động xã hội. Thì hiện tại thì mình cũng đang thuê trọ ở gần đây thôi. Sau khi hôm qua mình đọc được tin thì mình cảm thấy khá là lo sợ vì khu này cũng gần khu sinh viên và cũng khá là gần khu trọ của mình. Thì nếu mà khu của mình mà xảy ra hỏa hoạn giống như thế này thì bên mình chắc chắn một điều là xe cứu hộ sẽ không có thể tiếp cận và dập ngay lập tức được, sẽ gây ra nguy hiểm với rất nhiều các người dân ở đây cũng như là sinh viên của mình nữa. Rất sợ nên là mình mong các cơ quan chức năng có thể xử lý được các phần như dây điện rất nhiều như này, hoặc là có thể có những phương án khác phù hợp hơn để xử lý hỏa hoạn.